sóc nó kêu vậy là nó báo hiệu đang có rắn ở trong nhà, nó thổ phù phù là nhà có rắn, nhà đang có rắn, biết không? Chắc rắn đâu có khúc này rồi, trong tủ rồi. Bữa nó kêu vậy con rắn, để bây giờ mình kiếm con rắn không, đang có rắn nha. Xạo quá, xạo quá này, đó hai con kêu luôn. Kêu với là đang có rắn mà nó như phù phù kêu tắc tắc mà đang có rắn nha, bình thường nó không kêu. Còn gặp một cái mà nó chỉ muốn đực là nó kêu é é é, con kia thì kêu tục tục. Sóc này sóc Thái nha, chứ không phải là sóc Việt Nam đâu, nó kêu khác sóc Việt Nam nha. Đó, này nó kêu như có rắn ở đâu đây nè, kêu quá. Mình kiếm đây coi, đang ôm một cu, mình để cu xuống đó, để cu nhỏ xuống đó rồi mới đi kiếm rắn được. Kêu khiếp không, là ngày càng kêu quá. Rắn đâu đây nè, hồi hộp quá. Nhiều lúc rắn đập đang đứng là nó vô nó bợp luôn á. Mình kiếm mình quay con rắn luôn nè, để tình nuôi con này là có lợi lắm nha. Nó kêu là có rắn, biết chắc chắn là có rắn luôn. Biết không? Nó ngửi được mùi rắn nha, nó biết rắn này, nó sợ rắn lắm. Cho nên nó kêu. Nó kêu vậy để nó cảnh báo rắn đó. Mình bắt con rắn là nó hết kêu rồi.